Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và như các bạn cũng biết, những sản phẩm công nghệ thông minh nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta tiện ích hơn và đơn giản hơn rất là nhiều, giống như hai từ simple. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một giải pháp mà mình mới tìm ra gần đây dành cho mái tóc của mình cũng như là bộ lông hai chú lợn mình nuôi ở nhà nhá. Đó chính là... Úi dồi ôi, không phải cái này. Úi dồi ôi, cồng kềnh quá. Đây, chính là chiếc máy sấy Xiaomi Mizuya Simple. Mọi người có thể nhìn thấy. Tại sao lại gọi đây là giải pháp thì hãy xem hết video nhé. Đầu tiên thì mình sẽ xin phép mang đến đây là chiếc máy sấy cũ của mình. Máy sấy này thì mình nhờ chị hàng xóm ở cửa hàng gội đầu gần nhà mua hộ. Giá thành là khoảng từ 300 mấy đến 400. Và nó rất là to. Máy sấy này chuyên dùng cho các cửa hàng gội đầu cũng như là salon tóc, bởi vì nó sấy tóc rất là khô và tạo kiểu dễ dàng. Đó. Nhưng mà mình đã chuyển sang sử dụng Xiaomi Mizuya Simple mới mua gần đây, với cái mức giá thành cũng rất là tương đương. Mình mua tại TCS, hàng chính hãng, bảo hành 3 tháng thì mức giá là khoảng 355.000. Nên là nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào đường link mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé. Quay trở lại thì sẽ thấy sự khác biệt ngay giữa máy sấy Mizuya Simple của mình với chiếc máy sấy truyền thống mà mình đã từng dùng. Về cái thiết kế cũng như là cái kích thước trọng lượng, máy sấy cũ của mình nặng vô đối luôn mọi người ạ. Trong khi chiếc Xiaomi Mizuya Simple thì nó rất là nhẹ, cầm trên tay rất đã, với trọng lượng chỉ có 454g thôi. Và thú thực với các bạn là trong cái quá trình sử dụng mà mình tắm cho hai cái con lợn này này, và mình phải sấy lông thì cũng khá là lâu, hai đứa liền mà. Thế nên là cầm nhiều, cầm trong thời gian dài thì nó không hề bị mỏi tay. Nói chung là thoải mái vô cùng luôn á. Hơn nữa thì về cái thiết kế mình thấy cũng rất là thông minh và gọn gàng. Mizuya Simple này có thể gấp gọn như thế này ở cái tay cầm, nên là các bạn dùng xong có thể là cất rất là gọn ghẽ trong cái không gian sống của chúng ta. Ngoài ra thì cũng có thể mang đi du lịch, cho vào vali rất là tiện. Và về dây nguồn điện thì Mizuya Simple dây điện là dài khoảng 1,7m. So với cái máy sấy mà mình đã từng dùng, các bạn có thể nhìn thấy này, cái dây điện của nó này, trời ơi, rối khủng khiếp và rất là dài. Nó thường xuyên bị xoắn như thế này luôn. Thì dây điện này 1,7m mình thấy là vẫn đảm bảo cho mình kết nối với nguồn điện dù ở xa. Nó không quá ngắn, không quá dài, mình vẫn có thể chạy theo mấy con lợn này trong cái quá trình mà sấy lông. Đó. À, đấy, mọi người có thể nhìn thấy là khi mà chúng ta mua ấy, sẽ được tặng kèm theo một cái bộ vòi phun sấy tạo kiểu nữa. Cái bộ vòi phun này ấy, thì có lớp cách nhiệt hai lớp luôn, sẽ đảm bảo là không bị quá nhiệt trong cái quá trình sử dụng và hạn chế cái tình trạng là các bạn sẽ bị bỏng nếu mà sử dụng lâu dài. Nói luôn với các bạn là mình cũng sẽ thích cái thiết kế của chiếc Mizuya Simple hơn, bởi vì một cái thiết kế nó nhìn nó rất là tinh tế này, đơn giản và đẹp. Chúng ta sẽ có hai phiên bản màu sắc là màu trắng và màu hồng. Màu hồng cũng rất là xinh nha, mọi người có thể tham khảo. Nhưng mà màu trắng này thì nhìn nó rất là sang, và cái chất liệu là nhựa và phủ một cái lớp mờ mịn như thế này. Mình cầm mình sử dụng ấy, mình thấy rất là thích tay, đã cực kỳ. Tuy nhiên lưu ý với các bạn là với chất liệu này thì nó cũng khá dễ trầy xước, nên là các bạn trong quá trình sử dụng ấy, chúng ta nên bảo quản kỹ một chút. Mình khuyên các bạn là khi mà dùng xong nên gấp gọn và có cái móc treo tiện lợi ở cái máy sấy này này. Mọi người nên treo lên, nó sẽ hạn chế là kiểu bị xước trong cái quá trình sử dụng. Nếu mà giữ gìn được thì sử dụng dài lâu nhìn nó mới vẫn đẹp hơn, đúng không nào? Và về các chế độ sấy thì chúng ta cũng có hai mức độ nhiệt là nhẹ và mạnh gạt ở phía dưới này. Các bạn có thể chuyển đổi giữa luồng khí nóng sang luồng khí lạnh bằng cái nút tròn hình bông tuyết bằng cách là ấn giữ. Trong cái trường hợp mà chúng ta không muốn sấy khô mà muốn chuyển sang sấy tạo kiểu á. Điểm thứ hai mình thấy là thông minh và là điểm cộng so với máy sấy truyền thống ở trên Mizuya Simple, đó chính là khả năng tạo ion ẩm. Nhưng các bạn có biết thì nếu như mà sử dụng máy sấy trong cái khoảng thời gian lâu dài thường xuyên và với nhiệt độ cao thì nó sẽ khiến cho cái mái tóc của chúng ta sẽ bị khô, hư tổn và sơ rối. Nhưng mà với cái khả năng tạo ion ẩm thông minh ở trên Mizuya Simple thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì là các bạn có thể hiểu nôm na là ion ẩm sẽ giúp cho cái quá trình bốc hơi nước ở trên tóc của chúng ta nó sẽ nhanh hơn và nó vẫn giữ lại được độ ẩm cho mái tóc, nên là nó sẽ tránh cái tình trạng khô và hư tổn quá nhiều nhá. Thậm chí trên lông mèo cũng vậy, mình có sấy cho mấy con lợn này rất là mềm. Điểm thứ ba mình thích ở trên chiếc máy sấy này đó chính là về tiếng ồn. Nói qua về công suất máy thì sẽ là 1600W. Và mặt trước dẫn nhiệt rất là đồng đều nhờ có thiết kế bên trong là cánh quạt 6 cánh. Và mặt sau là dạng lưới kim loại, nó sẽ giúp cho thoát nhiệt tốt hơn và nó sẽ giảm thiểu cái quá trình mà bị quá nhiệt nếu mà như các bạn sử dụng lâu dài.
Về tiếng ồn thì nhiều khi các bạn sử dụng máy sấy có thể là không để ý lắm hoặc là đã quá quen rồi. Nhưng mà nếu sử dụng máy sấy như mình, máy sấy cũ ấy, thì tiếng ồn nghe khá khó chịu và nó bị to nữa. Trong khi chiếc Mizuya Symbol này có cái mức độ giảm thiểu tiếng ồn rất là tốt, mình sấy lâu mình thấy khá êm. Như các bạn cũng biết thì khi mà tắm cho mấy con mèo này này xong rồi sấy thì mèo rất sợ máy sấy, nên là máy sấy nào mà kiểu nó càng êm thì nghe sẽ càng đã. Và mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng máy sấy của chiếc Mizuya Symbol với cả máy sấy truyền thống của mình để xem là đánh giá thực hư tiếng ồn như thế nào nhé. Mình sẽ để ở cái mức độ sấy mạnh nhất. Và đây. Các bạn có nghe thấy không? Nghe thấy to hơn và chiếc Mizuya Symbol thì nghe cảm giác nó sẽ êm hơn. Cái điểm cuối cùng ở trên Mizuya Symbol đó chính là có cái tính năng bảo vệ kép rất là thông minh, có bảo vệ quá nhiệt và bảo vệ cầu trì. Nếu mà nhiệt độ vượt quá cái phạm vi an toàn ý, thì nó sẽ tự ngắt nguồn điện luôn. Và đó chính là giải pháp mới mình tìm thấy thời gian gần đây khi mà sấy tóc cũng như là tắm cho hai chú mèo. Sấy lông khô rất là nhanh mà nó lại dùng rất là tiện, gọn nữa, nhẹ trong quá trình sử dụng. Các bạn đánh giá như thế nào về chiếc máy sấy này? Thực ra thì mình muốn giới thiệu đến các bạn thôi, bởi vì là với nhu cầu sử dụng hàng ngày sấy ở nhà ấy, cơ bản chứ không phải là sấy ở ngoài salon tóc, thì mình nghĩ là Xiaomi Mizuya Symbol là một sự lựa chọn tối ưu, bởi vì thiết kế cũng như là những cái tính năng này, bảo vệ quá nhiệt này, rồi là cái tốc độ sấy, sấy rất là khô nhanh đều. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì có thể tham khảo đường link mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé. Bán chính hãng tại TCS, mình mua ở đấy thì bảo hành 3 tháng với mức giá chỉ có 355.000 thôi. Nếu các bạn thích thì mua phiên bản màu hồng ấy đẹp hơn.